Đây là vườn rau nho nhỏ của chú Tuấn ở Boston. Và tờ ở đây là xứ lạnh nha. Xứ lạnh mà trồng được mấy cây của Việt Nam. Mùa lạnh thì đem nó vô trong. Nghe chưa? Tủ bông nhạt nhạt. Xứ lạnh mà trồng được mấy cây này hay lắm. Nó có giống như là ở bên Cali đâu. Cali thì dễ trồng hơn, nắng ấm giống Việt Nam. Còn đây là đúng cái mùa tiết thì thôi. Tiết cũng mắc cá. Bên Cali qua đây mà đi không quen là đi về đường té hập hập luôn. Đủ luôn. Cái ổ hoa hay gì đây. Không ngờ bữa nay đến nhà chú Tuấn lần đầu tiên. Chú Tuấn cũng là một kép trẻ hát ở vùng Massachusetts này đây. Nhà hay chồng trồng tỉa rất là đẹp. Trời ơi, ớt trái quá trời. Giỏi ghê không? Rồi cây hết. Ở nhà tiểu bang lạnh là cất nhà vậy đó. Nó khác ở miền Nam California. Đây là thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Hay gì trồng giỏi quá trời luôn. Nam kép trẻ ở thành phố Boston. Tuấn đó, nói kép trẻ của Boston Tuấn. Họ nói vậy nè, hãy gọi anh là hàng mặt tử. Cái nó đừng có họ, đừng có họ nó thôi thiệt luôn. Nói là họ, nói là đừng có họ, chưa nói cái tên rồi cũng họ. Thấy cái dàn chuyên viên ở bếp ở nhà Tuấn thấy không, ấm cúng luôn, đồ ăn biết chưa ăn là biết ngon rồi đó. Quá trời, 4-5 người dữ dội. Còn cái cổ đâu, Tuấn là đang xắt thịt đó. Còn bà xã Tuấn thì mặc cái áo đỏ. Ờ, chú mặc áo sơ mi trắng đó là cái chú mà hát hàng mà tử ở nhà hàng Phương Nam gì rồi đó. Rồi cô kia là cô Kim Chi hát chung với cô Đào Phượng Loan.